Về đu đủ. Trời ơi, mà cái đu đủ ở đây cây nào vậy nấy thấy mê quá ha. Ở đây mình đang chung ở ngay dở ra chung bắt cải đó mọi người. Hôm nay đi Phong Điền đi chùa. Tình cờ đi ngang có vườn bắp cải quá ngon, nó đẹp luôn. Nhưng mà cái này nó chưa có bắp cả nhà ơi. Nè, chưa. Còn đu đủ thì thôi, quá chừng luôn. Cái nó chỉ như vậy, nó mới vừa ốp lại thôi. Nhưng mà đẹp quá cả nhà ơi. Cây đu đủ thì cây nào? Cây nào cây nấy à, trái này nè. Quá chừng luôn cái đu đủ. Ô, có trái chín luôn rồi nè. Nè, đây mẹ quay trái chín. Chín cây nè cả nhà ơi, trái đu đủ chín to đùng luôn nè. Cây nào cây nấy trái thấy mà ham luôn. Tâm Tâm nó trốn ở dưới gốc đu đủ rồi. Tôi mua hai trái à, trái này nè, trái này với trái nữa được rồi. Có ba trái chín là mua được rồi. Nhiều quá ăn sao mà cho hết, biết rồi. Còn đi vô trong chùa nữa. Chú ở đây tới mấy giờ? À, mẹ quê mua đu đủ luôn đó mọi người. Trên đường mình đi vô trong chùa Phong Điền Gạch Nhâm, chùa Phước Thành á, thì mình thấy cảnh rất là đẹp luôn.
nguyên một cái vườn bắp cải với đu đủ trồng xen với nhau nhìn đẹp lắm. Chào cả nhà, bữa nay mình đi chùa cho nên là trên đường đi vô đây thấy cảnh đẹp quá. Thôi giờ mình đi tiếp thôi mọi người ơi. Lâm Tâm và cây đu đủ sai trái. Đứng xích vô. Được. Đẹp không mọi người? Đó. Để chụp selfie dài tấm ở đây. Bây giờ thì tiếp tục hành trình đi vào rạch Nhâm Phong Điền. Thì Tâm Tâm và bà mẹ quê thẳng tiến trên con đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Hôm nay thì cảm thấy cảnh trời rất là đẹp luôn và không khí Tết cũng ngập tràn lắm rồi đó cả nhà ơi. Mặc dù là đã mới có tháng 11 âm lịch thôi, nhưng mà thực sự tính ra là bây giờ là Tết đó, tại vì có nhuần một tháng, năm nay thì có nhuần một tháng. Và hôm nay là một ngày nắng đẹp cho nên là Tâm Tâm cũng quay thêm một số quang cảnh đường đi cho cả nhà xem. Lâu rồi mình không có được vi vu trên những con đường ở Cần Thơ do khá là bận rộn đó mọi người. Cho nên là hôm nay tranh thủ mình có đi ra ngoài là sẽ quay video chia sẻ đến cả nhà thật là nhiều luôn. Đoạn video này đáng lý ra là Tâm Tâm sẽ quay từ ở phía bên này cầu Tây Đô chạy vào hướng rạch Nhâm. Nhưng mà do là khi mà đi vào thì mình không có quay nên bận trở ra Tâm nhà mẹ quê quay đoạn từ ở phía trong đi ra để cả nhà có thể xem cầu Tây Đô đang thi công đến đâu rồi ha. Thì chủ yếu là mình muốn quay như vậy nhưng mà do khi mà cái bận đi vào mình quên mất tiêu, lo nói chuyện không à. Rồi bây giờ thì cả nhà thấy là ngay chỗ cầu Tây Đô này người ta đang làm cũng khá là gấp rút. Và mình chạy ở đây thì cái đường xá nó hơi khó một chút xíu do là công trình đang thi công. Bởi vậy mình chạy cũng hơi cẩn thận nha cả nhà. Và có những cái biển báo cấm ở trên đường thì mọi người nhớ lưu ý ha. Thì theo như đúng quy trình là Tâm Tâm với mẹ quê đã chạy vào rạch Nhâm rồi nè. Và ngay chỗ hàng cau vừa rồi rất là đẹp luôn, có rất là nhiều trái chín ở trên cây cau, cho nên là mẹ quê quay cho cả nhà xem đó. Và con đường đi vào rạch Nhâm thì lúc nào cũng yên bình và cảm giác nó rất là thân thuộc đó, đúng không cả nhà? Mình chạy trên đường cảm thấy rất là thoải mái, tâm hồn cũng thư thái nhẹ nhàng hơn hẳn luôn. Ở bên phía bên này thì là nhà cửa xóm làng, còn phía bên tây phải thì lại là một dòng sông, nhìn cảnh nó rất là thanh bình, mát mẻ nữa. Bây giờ mình chạy gần tới chùa rồi và đã thấy những chiếc xe có rất chở rất là nhiều đồ của các Phật tử đem vào cúng chùa, và xe lớn xe nhỏ gì cũng có rất là nhiều luôn. Tâm Tâm với mẹ quê cũng rất là nôn nao để mà được sớm sớm đi vào trong chùa dự lễ khánh thành này. Hôm nay là đường xá đông đúc hơn hẳn so với mọi ngày luôn đó cả nhà. Xa xa đã thấy đoàn múa lân rồi ha.
nha. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với cả mình và ở chùa Phước Thành, Cần Thơ. Thì hôm nay Tâm Tâm được mời đi dự lễ khánh thành chùa, mình đi cùng với bà mẹ quê. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy theo dõi tiếp tục video ngày hôm nay để xem sự kiện đặc biệt ngày hôm nay tại Gành Dung Phong Điền nha. Rồi, vô. Dạ chào thầy. Mình phải chào với thầy nữa. Giờ mình vô chánh điện lại Phật trước nha mọi người. Oh!
trường Bác Sĩ Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chúng con thành kính tập thể được vun đắp sự quan tâm của Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Thông, Phó trưởng ban Trị sự, trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Và chúng con là tâm đảnh lễ được vun đắp sự quan tâm của Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thành, Phó trưởng ban Trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chúng con thành tâm đảnh lễ được vun đắp sự quan tâm của thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Phú, Phó trưởng ban Trị sự. Ban tổ chức xin trân trọng được đón tiếp Ni sư Đạo Hiệu Thích Nữ Như Hương, Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng phong ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Giờ phút này xin trân trọng kính mời chư tôn đức nghi quan tâm nơi thiền khách dùng thiền tràng. Lãnh lễ được cung đón Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Ban sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chúng con thành tâm lãnh lễ được cung đón thượng tọa Đạo Hiệu Thích Chiếu Nhơn, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lên thiền khách dùng thiền tràng. Làm đại cái tay đi, hết công giờ. Ủa cô ơi.
nhỏ. Chả giò, còn còn cái này. Cái đó là chả cá để ăn bún đậu á. Dạ. Bữa nay thầy biết khoảng nhiều món không thầy? Thấy quá ba mấy món á. Ba mấy món. Trên 30 món. Cái này trong chùa mình nó là ở đâu là đem lại thầy hay chùa khác? Làm không mà chứ không có ý là phải chùa này hay chùa khác á đem lại á. Thấy có mấy chị ở Long An rồi cái gì rồi Long Châu cần chùa là cũng làm ở đây thôi chứ không có không đâu đây. Dạ, cũng dạ. Đi chợ rồi tập trung làm ở đây thôi. Dạ dạ. Ôi chả giò bên này là chiên gọi không thầy? Dạ, rồi, cảm ơn thầy. Đi. Ý chè này là có ba màu luôn hả cô? Ba màu. Ba màu luôn. Xin chào kính ăn luôn. Để mình thử đi qua bên khu vực cà phê ở bên đây thử coi đang là mọi người đang làm gì ở bên đây. Em ấy ra phải không? Thầy sao? Thấy thầy đăng hình ở trên Zalo đăng đồ buffet. Khu vực buffet bên này mình chưa biết bên này. À bên này nãy sắp xếp thôi. Có nãy giờ chắc cũng không biết là có. Kiểm đóng rồi. Dạ, không quay nào kiểm rồi. Dạ dạ đi đi. Rồi rồi, chị em bớt ôm nhau giữa đường đi. Đường mà hai người đứng vô nào kiểu xong rồi nè. Dạ đây con vô liền. Bớt ôm nhau giữa đường. Ô con cụ làm bánh cu khi nè. Dạ. Cứ lên hết đi, lên hết, cắt hết. Quá đẹp luôn. Cái đó cái gì mình kéo qua cho con. Con đi quay lại. Kìa kìa sao rồi con? Cô Thủy. Dạ, dạ, con vô đi vậy. Hai nồi bự luôn. Em, đâu rồi con lấy đâu vậy? Năm nay mình nấu kiểm để chuẩn bị bữa nay quá trời luôn mà. Thì coi cái này là chị múc cái đàn em bưng ra ngoài cho người ta ăn mình là bán á chị. Ủa? Nó đâu mất tiêu rồi. Thì nhà nó đâu rồi, nước nó chảy ra ngoài đâu. Sushi cơm cuộn đi chụp đi. Đi chụp cái nhà ơi, thầy đã trang trí ngay chỗ nhà ăn nó nhìn rất là đẹp luôn nên mình có quay. Không em quay kiểu cái này. Cậu con dắt như vậy con mà nó không thầy ông thầy. Mọi người. Ủa mẹ quê đâu rồi? Đẹp lắm cả nhà ơi. Quá trời đồ ăn luôn nè. Rất là nhiều đồ ăn không ta. Nè giống như cái gì mà gọi là cắt bốn. Cái này dành cắt chế bí. Cái dao phải thiệt bén mới được vậy này. Chưa bé chưa chưa. Có bạn này đang lấy đồ ăn này bún gì vậy bún mọc thôi coi chừng nha qua đây quay mất cái này. Ừ. Bye bye.
Cái này khoai nè, cái này mọc nha. Rồi. Em xin hai con bún mọc. Chị đợi chút xíu nha để em lại. Em đâu có lại được. Quá ở ngoài đây tô gì quá trời hoành tráng luôn nè mọi người. Bún tép. Đây có bún tép ở dưới chị cho. Hấp dẫn quá. Bánh tới rồi. Quá trời nhiều luôn. Ờ, cho em qua. Cái này giống như là bún à. Này bún, cái này bún tái, này bún mọc. Dạ. Ủa, có cái muỗng vậy? Cắt xong thì để của mình đó. Bỏ lại. Hết muỗng rồi. Rồi đi qua bán coi quay làm lễ nè. Dạ mình đi qua bên chỗ làm lễ nha cả nhà. Đây ra ngồi luôn đi, để đi ra ngồi đi. Để thầy làm lễ cái đó. Ủa thầy ngồi hả? Mình đi kiếm chỗ ngồi để chờ làm lễ nha mọi người. Mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống để ban tổ chức ổn định trước khi cử hành lễ ra mắt tiệm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Đức Phật. Xin toàn thể hội trường nâng cao một tràng pháo tay chúc mừng đạo tràng Phước Thành. Xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Minh Đức và ủy viên thường trực hội đồng trị sự trung ương, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đến trao công văn cho đại đức Thích Quảng Thành. Xin trân trọng tràng cho tràng pháo tay để chúc mừng. Chúng cung thỉnh thượng tọa và tôn đức trở về vị trí an toàn. Phần triển khai công văn của các cái vị Phật giáo, do đó Phật tử chúng ta cũng nên ủng hộ cho các cái cơ sở trực thuộc giáo hội để chúng ta hoạt động đúng theo cái hiến chương và pháp luật của nhà nước, nghĩa là sinh hoạt đạo tràng đúng theo cái chánh pháp, tránh đi bớt đi những cái sự mê tín dị đoan, hoặc là chúng ta có Thank you.
xin lùi vào thôi. Chúng con cung kính chư tôn đức chuẩn bị thực hiện nghi thức hai bán hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, dưới sự chứng minh của chư tôn đức, lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Phước Thành tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ được thực hiện. Giờ phút này là nghi thức khai bảng hiệu điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Phước Thành. Xin được trân trọng kính mời chư tôn đức và toàn thể quý đại biểu đồng thực hiện nghi thức khai bảng hiệu. Nghi thức khai bảng hiệu xin được phép bắt đầu. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chúc mừng. Cung thỉnh chư tôn đức, trân trọng kính mời quý đại biểu. Bây giờ buổi lễ cũng đã xong. Xin kính mời quý Phật tử cùng tuần tự đi vào phía bên trong để cùng với chư tôn đức giáo phẩm niệm hương trên lễ tam bảo. Rồi mấy bà vô đi. Thank you.
mì Ý à, hàng gì nãy con thấy có sợi mì Ý với bên kia quá chừng là con này nhìn hấp dẫn quá. Mấy cô ở đâu cô tới xuống đó, Thủ Đức xuống hả mấy cô? Dạ. Xuống mấy bữa rồi hai con thấy mấy biết. Cô mặc áo giống nhau nè. Cái này là áo Thủ Đức ở Sài Gòn á. Dạ. Từ trên Thủ Đức mình xuống ngày hôm qua tới giờ. Bên bốn kia luôn. Kia. Ờ. Dạ, dạ, con vô nãy giờ. Dạ. Con thấy Út ngồi bên kia mà con thấy đang làm lễ, con không có kêu. Vậy là hả? Dạ. Đi qua đây nè, xin nước cho mấy đứa nhỏ uống gặp mẹ con. Dạ. Còn chín người luôn hả con? Rồi. Giống nhau nè. Áo đẹp. Mua cho trong cái ban hậu cần. Dạ. Rồi mấy cô chào khán giả nha. Rồi. Mấy cô nè đầu bếp á, đầu bếp. Mấy cô đầu bếp. Dạ. Tỉnh Thất Long Châu. Dạ. Cái này bánh khọt với cả nhà. Trời ơi. Alo, alo, một alo. Bây giờ thì cũng đã tới giờ rồi, ăn tiệc buffet rồi. Những món ăn đó là nãy giờ là mình quay cho cả nhà xem là rất là nhiều món luôn. Vừa vui mà vừa nhiều đồ ăn ngon nữa. Mỗi món ăn thì đều có tên ở phía trước hết luôn. Dài ra tới ở ngoài. Cái món nào nó phải đi lên cái món đó. Đó chứ không, người ta biết tự nó dớt một tí thôi này. Con sợ ta lưu vô phiền. Không có phiền. Cái này là cái tự. Dạ ông cũng không có phiền. Ai phiền ghé chịu. Đi, đi. Về bưng cái đó. Dạ. Rồi, còn món gì nữa. Bún à Quỳnh. Bún gì? Bún bên đó là bún này nè, bún xào đó Quỳnh. Bún xào nè. Dạ cái đó là Quỳnh. Bún xào hay là mì Yến xào? Rồi cái này. Rồi mì Yến xào. Cái này nãy nó dĩa nè. Mì Yến xào đi. Rất là nhiều món rồi. Không, cái này lấy đi cúng, còn đầu đãi thì chưa đãi. Chút nữa mọi người bắt buffet thì tự ăn. Chưa. Còn cái này là lấy đi cúng. Bây giờ lên chút nữa thì mới ăn buffet. Rồi thì để Tâm đi qua đây quay cảnh náo nhiệt ở bên đây cho mọi người xem, quá trời vui. Mẹ quê gặp dì hai. Dì hai nó kêu mấy con Tâm á. Tâm ơi nhớ quay về tụi coi nha. Đi vô xin một ly nước uống nha. Đây đây. Đến có trẻ phút 7 ly nước là 3 ly không có. Tôi xin muỗng đi. Không có muỗng cho nên ở đây không có muỗng. Ở đây là ly dưới uống. À vậy? Cho con xin một ly với. Em 3 ly này nha. Cho anh à, lấy này uống à, cái này. Trà sữa đi. Uống cái nào? Con uống trà sữa. Dạ con. Đây mới đẹp mới uống nè. Dạ, dạ cảm ơn. Em đi mất. Con không có thể không. Mẹ cầm đi. Không, đi ra ngoài đi. Này mẹ cầm cho. Để lại đi nè mẹ. Ché trộn. Cả nhà ơi, bây giờ đó là mình ăn ché trộn nha. Này có mấy cô ở trên Long An hả? Không, mấy cô này ở trên Long An. Có miếng nữa nè mọi người. Đây, mời cả nhà nha. Đây là đồ chay rất là ngon, hấp dẫn luôn nè. À, còn có cái trà sữa nữa nè mà mình uống hết khúc rồi. Mời mọi người uống nước trước. Buổi lễ thì cũng đã xong và mọi thứ cũng đã ổn định hết rồi. Thì bây giờ mọi người cũng dùng tiệc buffet và lấy thức ăn ra ngoài bàn chỗ này ngồi ăn nè cả nhà. Thì Tâm cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Hôm nay thì một video rất là ý nghĩa đặc biệt đối với Tâm và tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là tại đạo tràng Phước Thành. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Tâm chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, bình an, vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Rồi mình đi lấy xe về thôi. Nhanh đâu vẫn chưa? Nhanh đâu? Cool.
đầu cơ. Dạ, từ Thủ Đức xuống đó cả nhà ơi. Thở nóng quá. Hẹn gặp cô khi nào có nóng chung á. Dạ.